What a difference a day makes. When there's a rainbow before me, skies above can be stormy. Since that moment of bliss and that thrilling kiss, it's heaven when you find a romance on your menu. Xin kính chào các quý vị. Vâng, hãng Goldmoon đến từ Thụy Sĩ. Đây là một hãng auto thương hiệu hàng đầu trên thế giới. Với hãng Goldmoon thì có rất đa dạng các nhiều dòng sản phẩm, trong đó có đầu CD này, pre-power này, power này, DAC này. Nhưng những năm vừa rồi, hãng Goldmoon tiếp tục đưa ra một dòng loa công nghệ không dây ultra high-end để giúp cho những người chơi được trải nghiệm qua cả hệ thống của trên tiêu chí của Goldmoon đặt ra. Với một cái tiêu chí đó thì các kỹ sư đã phải nghiên cứu và đưa ra xem các tính toán làm sao mà để một chiếc âm ly, một đầu nguồn phát nhạc số và cái quan trọng nhất cuối cùng là chính là cặp loa thì nó có một cái sự ảnh hưởng như thế nào tới không gian của người nghe và cảm xúc của người nghe và cái sự nhận tín hiệu đó thì ra làm sao. Với chúng tôi thì chúng tôi hôm nay được trải nghiệm thêm một cái dòng sản phẩm, đó là dòng Goldmoon Prana. Khi các bạn nhìn thấy cái cặp loa này thì các bạn sẽ cảm nhận nó như thế nào? Với nhiều người thì ta ồ lên rất là thích thú, người thì bảo trông nó giống con robot, người thì trông bảo giống khối lập phương, lập thể. Nhưng với tôi thì tôi lại đánh giá đây là một trong những cái cặp loa mà tôi thấy nó rất là lạ và dị. Và khi chúng ta càng ngắm kỹ thì chúng ta càng nhìn sâu thấy cái sự tinh hoa của kim khí. Tức là toàn bộ các hệ thống này nó được làm bằng kim loại. Và sau đó thì nó sẽ được các kỹ sư nghiên cứu và thổi hồn cho nó và nó biết cách hát. Vậy thôi. Nhưng mà nó đem lại cho cảm xúc cho người nghe có một cái sự thăng hoa tuyệt vời. Vì đây là một trong những cặp loa có thùng bằng kim loại, thùng bằng nhôm. Như chúng ta nhìn thấy đây là hai khối lập phương đặt lên nhau ạ. Một khối ở trên đây thì là một cái khối của dành cho Twitter và Midran. Và nó sẽ nằm ở trên đây. Và làm hoàn toàn được bằng nhôm nhé, mới được anode hóa. Và trên cái mặt nhôm này thì chúng ta sờ thì chúng ta sẽ thấy nó không có độ nhám, độ ráp như là những cái kim loại bình thường. Chúng ta sờ bình thường mà chúng ta sờ vào thì chúng ta sẽ thấy nó rất là mịn màng và mượt. Và mặt đằng trước này thì đây là chính là một tấm ba len để đựng chứa đựng nguyên cái Twitter và cái Midran này. Và cái Twitter này là 2,5 đôm, nhưng nó lại là đôm lụa. Với thời điểm bây giờ thì tại sao tôi vẫn đang suy nghĩ và thắc mắc một chút là tại sao người ta không dùng chép kim cương hoặc những công nghệ vật liệu gì đó mà để cho cái giải cao nó sáng, thì đây là một cái tiêu chí riêng của hãng Goldmoon và đã có thư trả lời là chúng tôi rất tin tưởng cái sự đôm lụa này nó sẽ đem lại cho chúng tôi cái sự âm nhạc tự nhiên ở cái giải cao, nó không bị chói gắt và làm bị sai lệch pha. Đây cũng là một cái điều rất là hay. Còn phần thứ hai đó là chính là Midran. Midran này thì tôi biết đây chính là một trong những thành phần rất là chủ yếu và quan trọng của hãng Din Audio đến từ quốc gia Đan Mạch. Và đây thì là của nằm trong dòng sản phẩm cao cấp nhất của VDC. Đó, các bạn nhìn thấy vẫn là cái gân đó, vẫn là cái xương đó, vẫn củ nam châm đó. Nhưng chỉ có sau này cấu trúc, cấu tạo lại, đó chính là hệ thống phân tần của loa. Một chút nữa tôi sẽ nói. Với phần module trên thì các bạn nhìn thấy là nó sẽ được đặt vào đây. Và dưới chân này thì chúng ta sẽ thấy có một cái trụ đỡ vào đây để là chống trực tiếp lên cái woofer ở phía dưới này. Và đằng sau thì có hai cọc này. Hai cái cọc này thì đây chính là hai cái để nối dây từ phần dưới lên phần trên. Nhưng người ta sẽ làm hết sức là tinh tế. Đã gọi loa công nghệ không dây thì chúng ta sẽ cũng sẽ cảm giác, chúng ta sẽ nhìn rất ít dây và cảm nhận này nó là đây là một cái khối gọi là khối kim loại biết hát. Đó, đây là một bộ phận công nghệ rất là hay. Còn phần woofer ở dưới thì đây cũng là woofer nổi danh của dòng Din Audio. Nó có 22.9. Và củ nam châm thì củ nam châm neodymium. Và sợi dây của bên trong chính là sợi dây côn bạc. Và được chứa trong một cái thùng nhôm như thế này. Khi chúng ta nhìn thấy thì cái sự cảm nhận đầu tiên thì nó là tính cơ khí. Nhưng mà nó là cơ khí trong nghệ thuật. Và được chứa đựng ở trên một cái thanh giá đỡ bằng kim loại. Đó. Cái thanh giá đỡ bằng kim loại này nếu chúng ta nhìn qua thì chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là bình thường, nhưng khi chúng ta để ý sâu tới nó thì chúng ta sẽ thấy cái sự đặc biệt của nó, đó là chính là những cái tay, hệ thống tay đỡ bên này. Với hệ thống tay đỡ này người ta sẽ dùng hai cái lực tay ép của bên này để ta ép vào cái loa này, và cái loa này thì nó có cái độ đứng từ về chân dưới này lên gần như là không có độ lắc này, các bạn nhìn thấy không? Cái độ chính xác là gần như không lắc. Bây giờ tôi mở ra đây phát ra bên này nó lỏng ra, và đây nó chỉ có ép hai bên vào để tránh rung tuyệt đối, tức là cái trở kháng rung nội trở và ngoại trở là gần như đã bị triệt tiêu hoàn toàn. Chỉ ép vào. Còn phía bên dưới của woofer này cũng vậy, cũng dùng cái lực để ép nó vào.
để đưa nó vào. Nên khi chúng ta vận chuyển thì chúng ta có thể để nguyên cả set như thế này được. Và chúng ta tháo ra để vận chuyển thì cũng rất là đơn giản và dễ. Đấy, nhưng mà cái tôi thấy cái tiêu chí này thì tôi thấy đánh giá cho điểm cộng. Vì cặp loa này nó không giống như tất cả các loa đang có trên thị trường. Còn cái màu sắc âm thanh thì một chút nữa thì chúng ta sẽ có lời giải đáp. Khi phối ghép với cặp loa này thì bên hãng cũng đã khuyến cáo đây là một trong những bộ đôi đi rất là hoàn hảo. Đó là Minisip 15. Minisip 15 thì có thế mạnh của nó là về phần nhạc số. Vì đây là những loa công nghệ công dây thì người ta sẽ chú trọng nhiều về phần nhạc số và cách xử lý nhạc số. Thì cách xử lý nhạc số đó như thế nào? Thì các kỹ sư hãng đã đưa ra các giải pháp giống như trong cặp loa này thì có một cái bù thêm cái mạch Leonardo 2 để xử lý mạch DSP nhạc số. Và cái phần số đó thì như nhiều người ta hỏi thế phần số đó thì xử lý thì nó sẽ làm được gì cho cặp loa, có tốt hơn cho cặp loa bao nhiêu phần trăm và hay hơn thế nào. Thì như cặp loa này các bạn sẽ nhìn thấy là cái khối loa của nó ấy, thì nó sẽ to nhỏ khác nhau, nên tại sao cái Twitter và cái Mita nó sẽ nằm lùi hơn so với loa bát. Và cái loa bát này như mọi người thì sẽ thấy là cái loa bát bình thường thì nó sẽ nằm áp với cả dưới sàn, càng áp dưới sàn thì tiếng bát ra là càng tốt. Nhưng hãng này đã tính là nếu như là không dùng cái DSP ấy, thì cái tiếng bát của cái cặp loa này nó sẽ khoảng là dưới 50 Hz một chút. Nhưng khi đã dùng vào DSP rồi thì nó có thể làm cái hạ áp của cái giải trầm xuống còn 35 Hz để cái ngưỡng mà để mà gọi là nghe nhạc mà cái tiêu chuẩn cao nhất của cặp loa này có thể làm được. Đó là dưới 35 Hz. Thì đấy là một cái rất hay của DSP. Và cái quan trọng hơn nữa tôi nghe thử, tại sao lại tôi nghe thử, nghe đi nghe lại vẫn chỉ là một bài hát. Nghe đến 10 lần cũng chỉ bài hát để cố gắng tìm ra một cái điểm sai hoặc một cái điểm nó chưa được của cặp loa này thì rất là khó. Là vậy sao? Cái sự đồng pha nó gần như tôi thấy nó sự hoàn hảo. Tức là cái đầu sự đồng pha của cái dải Twitter, cái dải Midran và dải Bay, đó là cái sự hoàn hảo. Tức là nó đồng pha về không gian và thời gian. Đó là một cái sự nghiên cứu của các thuật toán của các kỹ sư bên hãng Goodmoon đã nghiên cứu ra. Đây là một trong những cặp loa rất hay. Và khi chúng ta set up loa này thì lại dễ hơn các cặp loa khác ở cái chỗ là gần như cặp loa này nó để vào nhau, nó đã mát vào nhau rồi. Tức là chỉ cần kê vào đúng không gian thì gần như là các âm hình và các tiêu chí về phòng gần như không còn ảnh hưởng nhiều tới cặp loa này. Và cặp loa này thì tôi thấy là một trong những cặp loa rất là đáng giá và đáng chơi. Là vì sao? Đây là một trong những sản phẩm công nghệ không dây rất mới, phù hợp cho các bạn trẻ này, hoặc những phong cách của nhà biệt thự này, nhà tân cổ điển này, hoặc là nhà chung cư cao cấp. Vì cặp loa này với chiều cao thì nó cũng không cao lắm. Nếu mà tính theo cái đường kính này thì nó chỉ lên dưới 1 mét thôi. Và bề rộng này thì nó có 48 cm, bên này có 47 cm. Thì tôi nghĩ nó làm cặp loa trông rất là gọn, rất là nó chỉ làm cái cặp loa bookshelf, nhưng mà nó sẽ được đứng trong cái chân to một chút và nó có cái dải bay đặt ở đúng cái vị trí nó cần phải đặt. Và đây cũng là một trong những cái mà các bạn chơi audiophile là phải luôn lưu ý là tại sao cái bay này của hãng Goodmoon ra để thế này, nó phải có lý do của nó. Như chúng ta sẽ thường đặt trong, đặt ngoài, đặt lệch, đặt ngang, nhưng mà hãng bay của hãng Goodmoon nó sẽ khác. Khi nói về cái sự lựa chọn về loa công nghệ không dây này thì tôi nghĩ hãng Goodmoon hiện tại bây giờ đang đi trước và đi vượt trước thời đại tiên phong. Tức là người ta đã hướng tới cái người chơi, tức là ứng dụng luôn một cặp loa ultra high end nhưng mà lại phải là không dây, nhưng mà phải sử dụng cực kỳ đơn giản. Tức là nó vẫn có cái gì đó mang cái tính gần gũi của con người, tức là được tiếp xúc nó giống như các âm ly và vẫn được sử dụng tất cả những đầu CD hoặc là những nguồn nhạc số hoặc là những cái nguồn nhạc analog bình thường để có thể kết nối được. Thì đó chính là Minisip 15. Khi các bạn nhìn thấy đây thì đúng là Goodmoon đã tối giản hết nấc rồi, không còn cái gì để tối giản hơn nữa, chỉ có mỗi một suộc đầu vào. Đấy, mỗi vậy thôi ạ. Còn bên này thì chỉ có volume to nhỏ bằng bi chạy. Độ chính xác thì tuyệt đối. Còn tất cả mọi cái trong này nó đều phụ thuộc vào một cái, đó là chính là cái chất âm và một cái giải mã DAC bên trong. Và bây giờ thì tôi sẽ quay lại đằng sau để chúng ta cùng có một cái sự trải nghiệm cho nó trung thực hơn. Vâng, đây là phần đằng sau của Minisip 15. Thì các bạn nhìn thấy đầu tiên thấy các cọc mà RCA đều được mạ chân vàng hết ạ. Và người ta làm rất tối giản, chỉ có ăn 1, ăn 2, ăn 3 và sau đó là các cổng coaxial. Và đây là các cổng này là cổng cổng quang để có thể kết nối từ TV. Và đây là thêm một cái cổng để kết nối được từ các nguồn đặc số, trong đó thì có cây máy tính hoặc là các server để mình chơi vào đây. Còn bên là các cổng out ra thì chúng ta có thể out ra được tận 4 cổng nữa. Nó chỉ có vậy và đơn giản. Và tôi nghĩ là cái sự đẹp, cái sự đơn giản của Goodmoon này thì nó nói tất cả. Còn cái quan trọng nhất là cái tính hiệu quả chính nó vẫn là cái chất âm. Tại sao nó vẫn được xếp trong một trong những hệ thống của âm thanh trên hàng đầu thế giới là vì nó là chất âm và sự tối giản. Và cái sự sang đẹp của nó thì các bạn đã nhìn thấy cái màu chủ đạo của nó vẫn là màu ghi bạc hoặc màu đen.
và cái tính tối giản của nó thì đã nói lên tính hiệu quả của hãng Goldmoon. Còn bây giờ âm thanh âm nhạc sẽ để dành cho các bạn. Các bạn hãy nhớ đeo tai nghe vì đây là một chương trình rất đặc biệt, và chúng ta thử cảm nhận xem một loa công nghệ không dây Ultra End thì nó có khác gì với các loa nghe nhạc theo kiểu truyền thống. Còn đây, với tôi thì đây lại là một cái trải nghiệm rất là mới và lạ và hay, và chắc là tôi sẽ còn phải tương tác nhiều với bộ đôi cấu hình này. Here's a right away letter. I gotta mail it today. Straight to my main inspirer. Says urgent from the USA. It's got this heart inside it. The postage is my soul. Contains a message from millions. Said keep, don't go. Ten thousand guitars waiting, but it ain't quite the same. You got a knack for sailing, and it's stamped with your own brand name. We's all sailors, as captain you must know. You bring a message to millions. What a difference a day makes. 24 little hours that brought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear, and today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear, since you said you were mine. What a difference a day makes when there's a rainbow before me. Skies above can be stormy since that moment of bliss and that thrilling kiss. It's heaven when you find a romance on your menu. What a difference a day makes, and that difference is you. Vâng, đây là một giải pháp mới, một phong cách mới, một kiểu chơi mới cũng rất lạ và hay. Với mỗi người thì có một cái sự tiêu chí để lựa chọn khác nhau, nhưng với tôi thì tôi chỉ thấy cảm xúc âm nhạc được dâng lên đã là sự hoàn hảo của trong âm thanh rồi. Và cũng phải rất là cảm ơn các kỹ sư hãng Goldmoon đã đưa ra một cái giải pháp bộ đôi giữa dòng loa Prana và âm đi Meneship này. Nó đưa cho người nghe có cái nhiều cái sự trải nghiệm mới lạ hơn của trong cách trình diễn và cách chơi nhạc. Các bạn hãy nhớ vào thiên hà của chúng tôi, điểm đến của người yêu nhạc, và hẹn các bạn vào video sau.